Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng đến với quý vị mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Và thưa quý vị, đây là một chương trình trực tiếp truyền hình nên quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến y tế, sức khỏe, bệnh trạng và thuốc men quý vị đang dùng. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có bác sĩ Tim Lai. Xin kính chào bác sĩ Tim Lai. Chào bác sĩ Toán. Chào quý vị. Bác sĩ Tim Lai là bác sĩ chuyên môn về thần kinh. Hôm nay Memorial Day mà bác sĩ Tim Lai cũng chịu khó tới đây thì cảm ơn bác sĩ Tim Lai rất là nhiều. Thưa quý vị, thì bác sĩ Tim Lai, bác sĩ nhà là chuyên môn thần kinh nên những cái chuyện mà những câu hỏi thường thường rất là thông thường. Mà trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, chúng tôi lần lượt trả lời những quý vị đã gửi email chúng tôi qua cái email address ytlstv@gmail.com. Cái email address này nó trên màn hình. Và thưa quý vị, tôi nhắc là nếu quý vị có email chúng tôi, xin làm ơn biết rõ hệ phái, đồng thời tuổi và bệnh trạng, tất cả những thuốc men quý vị đang dùng để chúng tôi dễ lời trả lời quý vị chính xác hơn. Thì chuyện hôm nay, thì đề tài hôm nay, trong khi chờ đợi quý vị gọi vào số 714-893-3264 thì có những câu hỏi bác sĩ Tim Lai. Chuyện đầu tiên là về bệnh quên, lãng quên, dementia, vì dementia là bệnh lãng quên của bác sĩ Tim Lai. Thì thật câu hỏi thường thường là giữa cái dementia, thường thường các bác sĩ nói là dementia hay là Alzheimer, hay nó khác nhau sao bác sĩ Lai? Yeah, dementia thì là những người mà bị quên, nhưng mà không những là chỉ mà quên thôi, nhưng mà có bị ảnh hưởng tới cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Ví dụ nếu mà quên nhưng mà vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn lái xe bình thường, vẫn nấu ăn, vẫn là giữ về tiền bạc, về những cái tài chánh mình vẫn quản lý được, thì vẫn là chưa gọi là dementia. Cái đó là mới bắt đầu thời tiền dementia, hoặc là mild cognitive impairment. Còn khi mà dementia là cái trí nhớ mình quên nhưng mà mình bị ảnh hưởng tới cái đời sống sinh hoạt của mình. Ví dụ như những cái gì mình làm trước đây bây giờ làm không được nữa, chẳng hạn như lái xe, hay là mình không có giữ tiền, hoặc là về sinh hoạt tài chánh nó bị ảnh hưởng, mình tự uống thuốc không được, phải nhờ con cái mình giúp. Thì cái đó là bắt đầu qua về dementia, là mất trí nhớ. Thì dementia là nói chung như vậy thôi, nhưng mà có nhiều cái nguyên nhân bị dementia. Ở trong đó cái bệnh Alzheimer là chiếm tới 60-70% cái lý do mà bị dementia. Cho nên khi mình nói dementia là chung chung, Alzheimer là một trong những cái bệnh đưa tới mất trí nhớ, là tới từ 60-70%. Nếu mà bệnh nhân nào đó mình không biết vì cái nguyên nhân vì sao mà bị mất trí nhớ mà mình nói là bị Alzheimer, thì mình là 60-70% là đúng rồi. Còn 30% hoặc 20% kia là do những cái lý do khác mà đưa tới bệnh mất trí nhớ, là trong đó có bệnh vascular dementia, là mất trí nhớ là do những về cái mạch máu mình nó bị hư trên đầu, hoặc là bị tai biến, hoặc là cao huyết áp lâu ngày, bị tiểu đường. Thì lúc đó cái não của mình nó phần nó có phần mà bề mặt chất trắng đó, nó bị hư, nó đưa tới cái trí nhớ với là cái sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng. Thì vascular dementia, những người bị tai biến liên tục hoặc là cao huyết áp lâu ngày, thì từ 20%. Còn lại 3% nhỏ là do những cái khác, bệnh khác đưa tới, như là bị ung thư não, hoặc là bị cái bệnh bị Parkinson cũng có thể đưa tới dementia, mất trí nhớ. Thưa bác sĩ, thường thường là tôi là bác sĩ gia đình, thường thường là bây giờ đó người ta khuyến cáo là tất cả những người quý vị mà trên 65 tuổi đó là phải bắt buộc bác sĩ gia đình phải làm cái test, mình trắc nghiệm về trí nhớ, mình trắc nghiệm về bị depression. Thì thường hai cái test mà thường thường tụi tôi hay thường làm, một cái là PHQ-9, Mini Mental Test. Đa số cái vị trên 65 tuổi đó đều có, nghĩa là không, tùy theo cái trình độ, có nhiều người bị 1, 2, 3 điểm, có người bị cao nhiều. Thì có một, thường thường những bệnh nhân trong gia đình họ hỏi, họ nói ô, như má tôi trên 80 tuổi, họ bà hay quên, bà thường thường cái nhớ những chuyện dĩ vãng thôi, những cái chuyện mới gần gần đây thì bà không nhớ gì hết á. Thì họ hỏi là bác sĩ gia đình cho cái thuốc như Aricept, Donepezil, phải không? Thì cái thuốc này đó thường thường họ cho 5 mg, ngày uống một viên. Thì cho sau khi bà làm cái trắc nghiệm về cái PHQ-9 để coi trắc nghiệm về cái trí nhớ, thì cho họ uống thuốc. Thì bao nhiêu lâu, người bệnh nhân nó thường thường còn hỏi, ô tôi uống thuốc, má tôi uống mà cứ uống mỗi ngày, chuyện đầu tiên là không thấy nó phát thay đổi gì cả, làm cách nào tôi biết là uống này nó có kết quả?
Khi mà lên bất kỳ người nào trên 80 tuổi cũng là bắt đầu hay quên, nhưng mà cũng chưa chắc là do dementia, nhiều khi cũng liên quan tới cái tuổi tác. Thì cái nhiều khi mình khó biết được cái người nào do tuổi tác, như người nào bị dementia, tại vì cứ trên thập niên 70 rồi 80, trên tuổi 70 rồi 80 thì cái nguy cơ bị dementia nó cao hơn. Nhưng mà nhiều khi là chỉ là hay quên mà do cái tuổi tác thôi, là thường thường là mình hay quên nhưng mà sau này mình nhớ lại. Đó là do cái tuổi tác. Mình đi bước vào trong phòng, mình tính lấy cái gì đó rồi mình quên, nhưng mà sau này mình nhớ lại. Hoặc là mình quên tên người khác nhưng mà sau này mình nhớ lại. Nói chung là mình không có quên thường xuyên mà đến một mức độ mà làm cái gì cũng quên nấy. Chẳng hạn như quên tên con cái của mình thì cái đó là nặng rồi. Thì câu hỏi là đặt ra là uống cái thuốc donepezil đó, thuốc 5 mg, thì bao lâu mới biết có hiệu quả? Thực sự cũng khó biết lắm. Tại vì khi mà người ta cho cái thuốc đó thì có hai nhóm người, một nhóm người uống cái thuốc đó, còn nhóm người kia uống cái cục bột hay thuốc placebo. Thì theo dõi một thời gian thì thấy cái nhóm mình uống thuốc đó thì sinh hoạt nó dễ dàng hơn, cái điểm nó hơi cao, nó cao hơn cái nhóm không có uống. Nhưng mà đối với so với một người thì mình không biết được, uống cái thuốc đó nhiều khi mình không biết có cái hiệu quả hay không, thực sự không khó mà nói. Về cái thuốc đó hoặc là những cái thuốc memantine, thì memantine thì cho những trường hợp mà Alzheimer mà nặng hơn, từ trung bình tới nặng, còn mà nhẹ thì không cần uống memantine, nó không có hiệu quả. Còn donepezil thì mình uống thì thường thường là 5 mg trong vòng một tháng, rồi sau đó có thể tăng lên 10 mg. Nhưng mà những cái thuốc này nó không có ảnh hưởng tới cái tiến triển của cái bệnh. Uống để mình giúp cái trí nhớ của mình thôi, chứ thực sự nó không có làm cho bệnh nó chậm lại. Cho nên uống cũng được mà không uống cũng được, nó không có ảnh hưởng tới cái bệnh của mình. Câu hỏi của người bệnh đó là, như bác sĩ cho mẹ tôi uống cái thuốc Aricept 5 mg, thì như bác sĩ Lai nói là sau vòng vài tháng phải tăng lên 10 mg. Trước khi tăng lên có nên làm cái test thử nghiệm cái PHQ-9 trở lại không? Mà thường thường theo kinh nghiệm của bác sĩ Lai đó, thì mình thử lại cái PHQ-9 nó có tiến triển không? Mà nếu nó không tiến triển, nó khá hơn, thì mình có nên tăng hay là thao chứ đổi lên từ 5 tới 10? Nếu mà khi mà trở lại mà bệnh nhân cũng hoặc người nhà nói cứ hay quên rồi có ảnh hưởng tới cái sinh hoạt hàng ngày, thì mình có thể tăng lên 10 mg để coi nó có giúp không. Có thể là thử lại sau 6 tháng thì thử lại cái test. Thì timing cũng là một cái test. Nếu mà thấy mà trong vòng 6 tháng mà nó tiến triển nhiều thì cái bệnh bị dementia hoặc là bắt đầu nó tiến triển nhiều hơn, là chẳng là chỉ là hơi là bị do cái bệnh già thôi. Vậy 6 tháng mà nó tiến triển nhiều hơn thì có lẽ là bị dementia. Thì nó thường thường nó vẫn là tùy Alzheimer, thì nó cũng 6 tháng thì mình cũng thấy nó thay đổi nhiều rồi. Thì cũng có thể test trước khi mình cho, hoặc là dựa vào bệnh nhân hoặc người nhà nói thì mình có thể cho được rồi. Thực sự cái test đó thì cũng không có chính xác lắm, tại vì ăn thua bệnh nhân có cố gắng hay không nữa. Có hiểu cái câu hỏi không? Có nhiều khi bệnh nhân cũng không, tại vì nó hơi dài, nhiều khi bệnh nhân cũng không có muốn vận động, tại vì mỗi lần làm xong cũng nhức đầu. Cho nên có nhiều người nhức đầu, cho nên người ta chỉ làm mà không có cố gắng đó, thì cái điểm nó không có chính xác. Với là tùy cái tuổi tác của, về cái trình độ học vấn của bệnh nhân nữa. Thì câu hỏi vẫn thường xuyên vẫn là khi nào thì lên 10 rồi trả lời rồi. Bây giờ khi nào thì add cái memantine vô? Cái memantine là khi nào mà mình thấy là bị mất trí nhớ, mà đi Alzheimer, likely Alzheimer, mà nó bắt đầu ảnh hưởng từ trung bình, từ moderate tới severe, từ trung bình tới nặng hơn. Thì nếu mà mình sinh hoạt hàng ngày mà hơi quên tí xíu thì không cần thiết. Nhưng mà bây giờ càng ngày mình làm gì cũng không được hết, mình phải cần giúp đỡ. Hoặc là có nhiều người không có chịu đi tắm không được, rồi người nhà phải giúp đỡ nhiều hơn. Thì lúc đó, hoặc là có nhiều bệnh nhân bắt đầu thấy ảo giác, rồi thấy hay phẫn nộ, thì lúc đó mình có thể add thêm. Thì khi mà mình thấy từ moderate tới severe thì mình nên add. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi phần đầu đến đây xin tạm gián đoạn.
dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng trả lời quý vị off air. Nếu quý vị có câu hỏi, cứ gọi vào số 714-893-3264, chúng tôi nói chuyện với quý vị off air. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Lần nữa chúng tôi khuyến khích quý vị gọi vào số 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến bệnh thần kinh cũng như bệnh mất ngủ, bệnh mất trí nhớ. Và thưa quý vị, trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, tôi tiếp tục nói chuyện về vấn đề dementia. Trong cái bác sĩ tim lai có nói vấn đề là hơn 60% bệnh nhân bị lãng quên do bệnh Alzheimer. Mà thật ra tới ngày hôm nay thì cái thuốc mà bệnh chữa bệnh Alzheimer cũng không được thành công lắm. Cái thuốc mới nhất là thuốc gì vậy bác sĩ tim lai? Dạ, thì như bác sĩ Toản nói đó, là trước đây là có hai thuốc mà được ra thị trường lâu rồi, là thuốc Aricept. Yeah. Với là những cái thuốc mà giống tương tự như Aricept. Còn cái thuốc thứ hai là Memantin. Thì những cái thuốc đó là để mình giúp cho trí nhớ tốt hơn tí xíu, để mình sinh hoạt dễ dàng hơn. Nhưng mà hai cái thuốc đó là không có làm ngăn chậm lại cái sự phát triển. Xin lỗi bác sĩ là nha. Trên đường dây tôi khán giả, khi khán giả chưa biết tuổi đâu và câu hỏi. Dạ, thưa tôi muốn hỏi là cái thuốc, cái nước lotion đó bôi ngoài da nó có chống lại cái nắng không? Ông muốn nói là cái lotion là cái cho nó khỏi khô da đó bác sĩ. Cái skin này moisturizer đó, cái đó nó không có chống nắng. Cái đó thì cái nó chỉ làm cho cái da mình nó mịn màng, nó mềm thôi. Nó không có bị khô đó thôi. Nhưng mà cái lotion nó không có chống nắng. Nếu mà ông muốn chống nắng thì phải bôi cái kem ở trên chống nắng, có UV protection. Dạ. Yeah. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn ông. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì mình nói tiếp thuốc cái demand về Alzheimer. Yeah. Thì gần đây đó thì trong vòng 2 năm vừa rồi thì FDA có thông qua hai thuốc mà chỉ là cho những người bị Alzheimer. Tại vì hai thuốc này thì nó có mục đích là nó bám vào những cái chất gọi là amyloid trong cái đầu của mình đó, để mà nó tẩy những cái chất đó ra. Tại vì những người bị Alzheimer, mấy cái chất amyloid đó nó bám vào trên đầu của mình thì nó đưa tới cái bệnh nó nặng hơn, nó quên nhiều hơn. Thì Trên đường dây tôi khán giả, khi khán giả chưa biết tuổi đâu và câu hỏi. Thưa tôi, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi bị cái bệnh lờ và ban đêm tôi ngủ tôi hay bị đổ mồ hôi. Thì tôi đi bác sĩ gia đình của tôi, thì bác sĩ gia đình tôi nói cái này khó kiếm không biết, nhưng mà tôi không biết là tôi có, nếu mà bác sĩ về thần kinh thì không biết có tìm ra cái bệnh của tôi là bị đổ mồ hôi ban đêm không, hai bác sĩ. Bác sĩ tên là gì? Thì ngoài đổ mồ hôi ban đêm đó thì chú có bị mất ký hay là bị ho hay là bị những cái bệnh khác không? Tôi có bị trục ký. Trục ký. Khoảng 7 khoảng 7 pound. Đấy, vào mà bị đổ mồ hôi đó lâu chưa? Thưa, cách đây cũng tháng 2 tháng, 2-3 tháng này. Dạ. Yeah. Cái còn ban ngày không có đổ mồ hôi, không có vấn đề gì hết. Không. Dạ. Yeah. Ban đêm yeah. Tôi bị đổ mồ hôi. Mà khi mà đứng lên ngồi xuống có bị chóng mặt gì không? Có bị tê chân gì không? Có. Có. Dạ. Yeah. Có bị tiểu đường không? Thỉnh thoảng thôi chứ không phải là lúc nào có, nhưng mà có bác sĩ. Có bị tiểu đường không? Mặt và nhức đầu. Dạ, có bị tiểu đường không? Chứ bị tiểu đường không? Tôi bị tiền tiểu đường bác sĩ. Yeah. Cái đổ mồ hôi ban đêm thì nó chung chung nó gọi là night sweat. Thường thường night sweat thì mình phải coi có bị mấy cái bệnh lao hay là bệnh gì không, rồi có bệnh những cái liên quan tới cái gọi là cái endocrine, là cái tuyến dạ, trong người mình có bị thyroid. Mấy cái thyroid này nọ. Chứ còn mà nó không có riêng về cái bệnh về thần kinh. Ban ngày mà không có bị gì hết, chẳng hạn như mình không phải đổ mồ hôi nhiều, excessive, hoặc là thì nó chưa chắc liên quan tới bệnh thần kinh. Yeah. Thì xin lỗi ông bao nhiêu tuổi vậy ông? Thưa tôi 68 tuổi. Vâng, thường thường thì
Chuyện đầu tiên đó là khi mà bệnh nhân mà đến với chúng tôi, mà tôi là bác sĩ gia đình, đến với tôi chuyện đầu tiên nó có cái bị infection hay không. Mà thứ infection nó là chronic infection chứ không phải là acute, là không phải là cấp tính, thường thường nó là mãn tính, giống như lao, lao như lao mãn tính, nó bệnh anh nhiễm trùng mà bị lâu dài thì chuyện đầu tiên đi tìm có nhiễm trùng chứ, mà bị chronic lao, infection thì yeah. Lao bệnh lao, lao. Tuberculosis là lao phổi đó. Rồi cái thứ hai là đi tìm có ung thư không. Mấy người bị lymphoma hay là gì nó phải thử có ung thư hay không. Cái hai cái chuyện, mấy cái chuyện đó là phải tìm trước. Rồi sau đó đó, thường đôi khi đó, thường thường ông 68 tuổi rồi, thì ông, như bác sĩ Lai nói đó, là nếu có nhiều cái bệnh về tuyến nội tiết, như bệnh về thyroid, về cái thyroid, mình gọi là tuyến giáp trạng, ha? Hay là những tiểu đường, tiểu đường cũng hay bị làm cho, tại vì nó làm cái autonomic system nó hơi có rối loạn, thành ra nó hay bị đổ mồ hôi lắm. Thành ra cái đó cũng phải để ý đến, chính là cái những gì có liên quan đến tuyến nội tiết như là thyroid, tiểu đường là tuyến nội tiết là do cái pancreas nó tiết ra cái insulin này cái thiếu hay nhiều hay ít, thành ra nó cũng làm cho, mà nhất là người bị tiểu đường hay bị rối loạn thần kinh về autonomic system, hay bị đi tiêu chảy rồi mất cân rồi đổ mồ hôi, mấy cái chuyện đó thì tụi tôi phải ngó tới. Nhưng mà một cái yếu tố nữa tôi cũng thấy là thường thường là mình không có để ý, nhưng mà thường thường người ta nói ở đàn bà menopause syndrome, rối loạn về hormone, về kích thích tố, đàn ông cũng có bị nữa. Theo tôi nhận xét đó, người đàn ông đó, sau cái tuổi mà 65, 70, 75 trở đi đó, cũng có những rối loạn về kích thích tố chứ phải không? Thành ra nếu mà ông sau khi bác sĩ gia đình mà làm tất cả những thử nghiệm như tôi vừa mới nói qua đó, mà không thấy gì đó thì nó chỉ là một phần của cái tuổi của ông thôi. Mà thường thường nó đi đôi, như đa phần là theo cái tuổi của ông cũng như là đi theo những cái bệnh kinh niên của ông. Để thêm lời bác sĩ. Là bây giờ tôi phải đi khám về lao phổi trước, rồi thứ hai là về cancer, về bạch huyết cầu, thưa bác sĩ. Dạ, thì ung thư có nhiều loại lắm. Ông be sure là bác sĩ Lai nói đi. Để thêm lời bác sĩ Toản đó, thì nếu mà có nhiều người bị chảy mồ hôi, nhưng mà không phải chỉ chảy ban đêm thôi, chảy ban ngày và đứng lên cái autonomic symptom, đứng lên là chóng mặt rồi, thì những cái đó thì nhiều khi mình có thử coi cái autonomic system của mình có bị vấn đề gì không, cái nguyên nhân gì đưa tới những cái đó. Còn mà cái này thì tổng quát, cái đã thử tổng quát, tại vì nice wet thì như bác sĩ Toản đã nói đó, những cái đó thì mình phải coi, nhất là bị mất mất ký đó thì mình phải coi có bị ung thư hay không nữa. Ok, ông có câu hỏi gì nữa không? Cảm ơn ông. Ok. Trên đường dây tôi có khán giả, xin khán giả cho biết tuổi đâu và câu hỏi. Hello. Hello. Dạ. Mời khán giả nói. Mấy tháng này tôi hay bị đau cái phần cái lưng dưới, tức là phần chỗ xương cục á, rồi nó lan xuống hai cái bắp đùi. Dạ. Thì khi mà đi bộ khoảng chừng 10-15 phút là cảm thấy nó nặng cái phần lưng dưới đó. Như vậy thì bác sĩ tương lai là cái đó là cái triệu chứng của cái bệnh gì mà. Trước khi bác sĩ Lai trả lời, tôi xin hỏi ông bao nhiêu tuổi ông? Dạ, 72 ạ. Rồi ông có bệnh nền không, có bệnh gì khác không, như tiểu đường, cao máu không? Tiểu đường còn gì nữa không, ngoài tiểu đường còn bị gì nữa không, cao mỡ, cao áp huyết? Dạ thì áp huyết thì cũng trung bình thôi, không có cao lắm đâu. Ok, ông có bị prostate không, bị tiểu nội tiết không, đi tiểu đêm hay là vấn đề tự nhiên? Dạ có, đi tiểu đêm thì cũng một đêm là khoảng 2 lần. Ok, chứ không sao, bác sĩ Lai, sorry. Khi mà chú đi chú ngồi nhớ có đau không? Dạ, ngồi cũng đau. Đau luôn. Ok, mà đi nó đau hơn hay là ngồi nó đau hơn? Còn đi thì nó đau hơn mà. Đi nó đau hơn. Mà khi mà đi mà chú cúi người tới đó thì nó có đỡ không? Chẳng hạn như chú đẩy chiếc xe mà shopping cart đó, chú cúi người từ phía trước đó thì nó có đỡ nhất lưng không? Không, tôi không phải. Nhưng mà thường thường là xách đồ nặng thì cảm thấy rất là nó nó nặng ở cái phần mông. Thì cái chú nói thì nó rất là thông thường, những cái người mà là khi lớn tuổi rồi đó, thậm chí trẻ tuổi cũng vậy, chơi thể thao nó cũng bị là cái mấy cái đĩa đệm với cái xương, với là cái xương cùng đó, với là cái xương mà xương lưng đó, thì nó bị thoái hóa đi, đĩa đệm nó thoái hóa đi. Thì trường hợp của chú đó thì nhiều khi nó đụng vào cái dây thần kinh, khi mà đĩa đệm nó phình ra đó, nó đụng vào dây thần kinh thì nó đau xuống dưới hai cái chân. Thì
thường thường ngủ ban đêm đó nên mà chú gác cái chân lên thì thường nó đỡ ha, mà mình nằm nghiêng đó thì mình kẹp cái gối nằm ở giữa hai cái chân thì nó đỡ. Thường thường đó thì có nói chung là có bốn phương pháp chữa trị. Trước tiên là nếu cần thiết thì bác sĩ có thể, nếu nó đau quá thì bác sĩ có thể cho thuốc cho nó đỡ đau. Phần thứ hai là mình đi tập thể dục hoặc là vật lý trị liệu để cho nó đỡ. Rồi thằng thứ ba, nếu mà nó còn đau quá thì có thể chích thuốc vào trong lưng. Rồi nếu mà nó đau nhiều quá mình làm gì không hết á, hoặc là nó bị yếu cái chân, hoặc là khi mà chụp hình mình thấy nó đè rất là nặng mà làm gì không hết mà nó đau quá, thì lúc đó mới mổ thôi, chứ còn đa số không cần thiết phải mổ, chỉ cần tập vật lý trị liệu, uống thuốc, kiên trì tập vật lý trị liệu hoặc là tập thể dục thì lúc đó thì nó sẽ đỡ đau. Với là tùy mình ngồi nữa, khi mình ngồi đừng có cong cái lưng, khi mình khiêng đồ cũng là mình thẳng cái lưng, mình cong cái gối chứ đừng có cong cái lưng mà khiêng đồ nặng, nó sẽ đau. Vâng, kính thưa quý vị, xin lỗi bác sĩ Lai, chương trình của chúng tôi phần 2 đến đây tạm gián đoạn dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục nói chuyện quý vị off air, ông đừng hay ngắt câu chuyện off air. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị vào phần ba của chương trình ngày hôm nay. Trên đường dây có một khán giả, đó là ông 80 tuổi. Ông, cái câu trả lời của bác sĩ Lai rất là thích. Ông hỏi có nên uống thuốc không? Phải không? Thuốc gì? Yeah. Phải không, bác sĩ Lai? Ok, ăn uống sao nữa? Dạ, yeah. Thì hồi nãy nói về ăn uống đó thì ăn cái đồ ăn mà địa trung hải thì có nhiều rau, có cá, cá salmon. Mình đừng có ăn cá tuna mà nó có nhiều cái chất mercury cao đó, thì mình tránh cái đó ra. Còn cả bông lâu thì cũng tốt. Rồi ăn những cái đậu mà đậu walnut, almond, mấy cái đậu đó có chất omega 3. Mình sinh hoạt, mình đọc báo, mình coi tin tức thì giúp cho cái não mình hoạt động. Bác có hỏi là vì có cần uống thuốc không, thì nếu mà bác thấy quen đó thì nhiều đó mà nó cản trở tới sinh hoạt của mình thì bác có thể xin bác sĩ gia đình cho cái thuốc như bác sĩ Toàn nói là Aricept. Thì cái thuốc đó nó không có làm ngăn lại sự phát triển. Ví dụ của bác là trong trường hợp này là mới bắt đầu, thì nếu mà bị Alzheimer thì gần đây có hai cái thuốc được FDA nó thông qua thì có thể làm chậm lại sự phát triển của cái bệnh. Nhưng mà những cái thuốc này nó rất là mắc tiền, mà cái bảo hiểm không biết có cho hay không. Một năm khoảng 27.000 một năm. Mà thuốc này là thuốc, không phải là thuốc uống, mà thuốc truyền vào trong máu. Và truyền thuốc infusion. Thì những cái thuốc này mình phải theo dõi cẩn thận, tại vì những cái thuốc này là làm cho loại bỏ những cái chất amyloid, beta amyloid nằm trong đầu đó. Chất đó nó làm tới bệnh Alzheimer. Thì vì cái thuốc này nó bám vào những cái chất đó để mà thải những cái chất đó ra đó, thì có thể là nó làm sưng não, có thể chảy máu não. Cho nên phải theo dõi cẩn thận. Thì những cái thuốc này nó mới ra, các bác sĩ vẫn chưa có cho nhiều. Nhưng mà nếu cho là FDA nó cho hai loại bệnh nhân. Một bệnh nhân là như trường hợp của bác là mới bắt đầu thôi, bác hay quên thôi nhưng mà vẫn sinh hoạt, vẫn làm gì cũng được hết. Thì nó cho trường hợp này để mà chậm lại sự phát triển của bệnh. Trường hợp thứ hai là bị Alzheimer, bị dementia rồi. Có nghĩa là những cái việc gì mình làm được trước đây, bây giờ mình không có làm được, nhưng mà vẫn còn nhẹ, mình vẫn làm được những cái thứ căn bản. Thì trường hợp thứ nhất là mild cognitive impairment, là bắt đầu tiền dementia. Với là mild Alzheimer thì hai trường hợp đó được FDA thông qua cho cái thuốc này. Nhưng mà mình phải chứng minh là bệnh nhân bị Alzheimer. Thì trước đây thường thường mình không có cần chứng minh Alzheimer, là tại vì nếu mà có Alzheimer rồi thì mình cũng đâu có chữa khác đâu. Tại vì những cái loại mình chứng minh đó, nó rất là mắc tiền mà nhiều khi bảo hiểm nó không cho. Thì có hai cái cách mình chứng minh có Alzheimer. Là một trường hợp thứ nhất là mình phải lấy cái nước trong cái tủy sống ra để mình coi có bị Alzheimer hay không. Trường hợp thứ hai là phải chụp cái hình amyloid PET scan.
cái amyloid scan này để mà chứng tỏ là trong đầu của mình có cái chất amyloid. Đúng rồi. Mà cái loại đó rất là mắc tiền. Thì thường thường, thường insurance nó không có nhất thiết, nó không có cho, tại vì cho cũng đâu có làm gì khác đâu. Nhưng mà bây giờ, tại vì có cái thuốc này mới, nhưng mà nếu bệnh nhân hoặc gia đình quyết định muốn nhận được cái thuốc này, thì trước khi nhận cái thuốc này phải chứng minh là một trong hai trường hợp đó. Gần đây có một cái thử máu nữa. Thử máu, cái thau 181, p thau 181, thì cái thuốc đó thử máu thì biết được có bị Alzheimer hay không, nhưng mà mới ra cho nên không biết được cái đó có thể là dùng để mà replace một trong hai cái trường hợp kia hay không. Thì cái thử máu là phương pháp thứ ba, nhưng mà không biết là có thể là thay thế một trong hai cái đó hay không. Vâng, thưa thì quý vị, thì những cái thuốc mà mới như bác sĩ Tim Lai vừa nói thì rất là mới, và hiện bây giờ nó chưa được thông dụng lắm, vì lý do là số 1 nó rất là mắc tiền, số 2 là nó đòi hỏi những cái thử nghiệm nó chính xác mới dùng được, mà số 3 nó có nhiều phản ứng phụ. Bởi vậy mỗi khi mà nhận cái này phải theo dõi, phải chụp hình để mà coi có bị sưng não hay không, với bị chảy máu não hay không. Cái tên nó tên thuốc gì vậy bác sĩ Lai? Có hai loại, một loại là Aduhelm. Aduhelm là ra đầu tiên, mà không có ai cho hết, tại vì cái thuốc này khi mà làm thử nghiệm đó thì nó không có kết quả tốt, rồi sau người ta lại về, người ta tăng cái đô lên, rồi người ta cái lần thứ hai thì có cái kết quả, cho nên nhiều bác sĩ không có cho. Rồi cái thuốc thứ hai là Leqembi là mới ra cách đây có vài tháng thôi, thì cái này thử nghiệm là thì người ta thấy là 27% làm chậm lại sự phát triển của bệnh trong vòng 18 tháng. Dạ, rất tốt. Tôi hy vọng trả lời ông rồi nha. Ông có câu hỏi gì nữa không ông? Cảm ơn bác sĩ. Vâng, cảm ơn. Trên đường dây tôi có khán giả, xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Có câu hỏi. Bác sĩ chúc năm nay tôi 38 tuổi. Cái bụng tôi á, tôi ăn gì đồ no rồi, thì sao mà ngày đêm gì đồ nó có ọt có một vài gì. Ọt là nó bị kêu, nó kêu sôi ruột á, thường. Mà nó có bị ừ chua lên không? Không có bị ở chua gì, nhưng mà nó cứ tối ngày nó cứ ọt vậy à. Cái này bác sĩ Toàn. Dạ, thường thường cái ông ăn đồ ăn á, cái khi mà sôi bụng nó kêu rọt rọt ở trong bụng á, ăn xong nó kêu á, là thường thường do đồ ăn. Và thứ hai là cái đó thì do mấy cái hơi ở trong bụng mình nhiều, nhất là mấy người mà uống mấy cái thuốc uống như coke nhiều hay uống cái gas nhiều, nó hay bị như vậy. Và đồng thời những người hơn nữa, những người ăn pin đậu nhiều, nhất là pin đậu hay làm cho sôi ruột lắm. Và tiếp nữa là những người bị thiếu chất lactate trong ruột đó, thường thường là ăn uống sữa hay là ăn ice cream hoặc là ăn cheese nhiều cũng bị sôi ruột nữa. Thành ra trường hợp cũng quan trọng nhất là phải để ý đồ ăn thức uống của mình. Còn nếu mà không uống mà bình thường thì cũng có thể uống, xin bác sĩ gia đình cho nhiều thứ thuốc lắm. Thường thường là có nhiều người họ cho uống như Gaz X thì là để nó giảm cái ga trong ruột đi, thì còn trong bao tử đi thì cũng được, hoặc là đôi khi uống biotin cũng được nữa, có mấy cái chất mà probiotic đó cũng có thể giúp cái trường hợp đó. Thì như trường hợp ông nên gặp bác sĩ gia đình, nói chuyện bác sĩ gia đình cho ông, thì chuyện đầu tiên ông phải lo cái đã, ông phải để ý đồ ăn của ông, rồi sau đó bác sĩ gia đình có thể cho rất là nhiều thuốc để cho ông. Không, tôi nói mà, tôi không bao giờ cho các bác sĩ, mình không bao giờ ăn chi. Không bao giờ. Ok. Ăn bắp gì hết trơn á. Cái chốt nữa là những người bị tiểu đường hay bị như vậy lắm. Những người bị tiểu đường, cái autonomic system nó bị xáo trộn á, hay tiêu chảy hay bị tiểu đường. Hay bị tiêu chảy hay bị bón, rồi hay bị ga, trong bị hơi trong ruột. Thì cái đó là cái bệnh ngày, rất là thông ngày thường. Đêm, ngày nó cũng bị ọt nữa nè. Rồi tối cũng bị ọt nữa. Cái bệnh của ông rất là thông thường, nhưng mà tương đối thì nó có nhiều thuốc chữa khác nhau lắm. Có ông là giúp counter. Ông được. Mà cái này mình có thể trị nó hết hả? Như bác sĩ Thành Lai vừa nhắc tôi đó, thì ông mua ngay như ông vô pharmacy hỏi người ta có thể có rất over counter, không cần toa nữa cũng có nữa. Gì bác sĩ? Lai. Hello. Thường thường như theo tôi thì thường thì như tôi nói thì Gas X, rồi thường thường là mua cái probiotic
vô mấy pharmacy đó hỏi người ta, ta cũng có thuốc người ta cho ông biết, ta bán cho ông nữa. Trong cái thuốc Simeticon. Simeticon thì bác sĩ có thể biết, tôi viết toa được, và Simeticon hay là những thuốc bao tử, nhưng mà Lox này kia đó thì Simeticon những cái thuốc đó. À, rồi do bác sĩ nhiều lắm nha. Ok, cảm ơn ông. Còn có 1-2 phút nữa, tuy nhiên thì có lẽ là mình sẽ đổi cái chương trình, mình nói chuyện tiếp, xin nói chuyện về mất ngủ đó. Có rất là nhiều người hỏi về cái thuốc ngủ, tại vì có liên hệ, có nhiều câu hỏi là về nếu mà bây giờ tôi uống thuốc ngủ, tôi có làm tôi mất trí nhớ không? Hai cái nó có liên hệ với nhau như thế nào? Thành ra để trong khi chờ đợi khán giả gọi vào thì hỏi bác sĩ Lai là chuyện mất ngủ đó thì nó nhiều nguyên nhân khác nhau lắm. Nhưng mà những cái chuyện bây giờ một bệnh nhân thường thay tới gặp bác sĩ Lai, gặp tụi tôi nữa, đầu tiên bác sĩ gia đình thường thuốc gì nên cho trước khi mình vào những cái thuốc nặng mà nó có thể làm cho rối loạn cái trí nhớ của mình? Cũng tùy bệnh nhân. Thường thường mà con coi những người mà lớn tuổi bị hay quên trí nhớ đó thì mình cũng là những cái thuốc mình rất là cẩn thận, tại vì những cái thuốc mà bác đó đã quên rồi mà bây giờ mình cho những cái thuốc mà ngủ vào thì hay quên hơn nữa, cho nên mình rất là cẩn thận. Thì thường thường cũng hay cho những cái melatonin trước. Melatonin thì cỡ 3 mg hoặc là 5 mg thôi, không cần phải nhiều. Rồi mình phải tìm coi cái lý do vì sao mà bị mất ngủ. Có nhiều bác thì ngủ thì được nhưng mà lại thức dậy nhiều lần, thì cũng có thể là thức dậy vì đi tiểu đêm nhiều. Thì cái đó thì mình phải cho phải nói bác sĩ, phải nói bệnh nhân đó, nên cho bác sĩ gia đình biết, để mà có nhiều người hay đi tiểu đêm vì tiểu đường hay là vì những cái lý do khác, hoặc là overactive bladder. Thì mấy cái đó thì mình bác sĩ gia đình cho thuốc để mà khỏi đi tiểu đêm, thì khỏi không có thức dậy. Nhưng mà có nhiều bác thì không phải là thức dậy đi tiểu mà tự nhiên thức dậy. Vâng, xin lỗi bác sĩ Lai, phần 3 của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với quý vị off air và còn một phần nữa. Vâng, quý vị cứ gọi vào chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị phần 4, phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Trên đường dây cũng khán giả đặt những câu hỏi rất là hay. Xin khán giả cho biết gì, trước hết là tuổi, với như là hỏi lại đi bác khán giả. Ông bao nhiêu tuổi ông? Dạ, 61 tuổi. Ông bị nhức đầu bao nhiêu lâu rồi ông? Gần 10 năm rồi. Wow, mà ông nói là bác sĩ gia đình có cho ông như nortriptyline, rồi Tylenol, rồi even uống mấy cái thuốc khác nữa phần bác sĩ lên. Mới đầu thì uống Tylenol thường không có hết, phải cho Tylenol số 3 nó mới chịu nổi. Rồi cho thêm hai cái thuốc gì nãy nói với là bác sĩ cái nortriptyline, cái dipyrolate gì cái đó đó, valproic acid, uống vô nó chỉ giảm nó bớt thôi chứ mà nó cũng không có hết luôn. Có ngày nó bị nhức chịu không nổi, nhức kiểu là không có cách nào muốn, giống như là chịu không nổi luôn, okay. Muốn ấu ra luôn. Dạ, thì cái đó không có phải là tension headache. Bây giờ cho hỏi lại cho kỹ ha, là từ số 1 đến số 10 đó thì nhức đầu cỡ số mấy? Cỡ số 8. Số 8, ok. Mà nó nằm một bên hay là hai bên? Nó hai bên. Hai bên. Mà thường thường nó kéo dài bao lâu? Thường thường ngay giữa đỉnh đầu. Đó, nó thường thường nó kéo dài khoảng mấy tiếng đồng hồ? Nó không có hết lúc nào. Lúc nào cũng vậy, ok. Giảm cho mình mấy tiếng hết thuốc lại bị cho. Mà mỗi lần như vậy nó bị, anh đã nói là bị nôn mửa rồi. Có bị sợ ánh sáng không? Ánh sáng đó là mình, có tiếng động có làm mình khó chịu không? Uống thuốc vô thì mình bị vậy, còn uống thuốc rồi nó không bị nôn mửa. Có sợ ánh sáng không? Mình không có sợ ánh sáng ha. Có tiếng động có làm mình khó chịu không? Tiếng động có làm mình khó chịu không? Tiếng động đó, tiếng ồn đó. Tiếng, okay. Tiếng ồn đó có làm mình khó chịu không? Chứ hạn như có người nào bật tivi lên không? Rồi có đi tới đi lui có làm mình khó chịu không? Không, nhưng mà người cũng bực bội. Bực bội, ok. Chứ hạn như khi mà bị như vậy anh có thích nằm yên một chỗ không? Hay là vẫn đi tới đi lui bình thường? Lúc nó bị thì muốn
không muốn đi đâu, cũng ngồi chỗ. Okay. Thì mặc dù anh không có những cái toàn bộ của migraine, nhưng mà anh cái nhức đầu của anh đó là nó gần migraine hơn là tension headache. Thứ nhất là nó bị rất là nặng. Thường thường tension headache là mình bị tension headache, mình biết chẳng hạn như chiều nào đi làm về mệt đó, làm lâu đó là thì cuối ngày là mình mệt, nhưng mà không có đến nỗi nhưng mà mệt như anh đó. Rồi cái trường hợp của anh đó thì nó giống như là bị migraine hơn. Thì hai cái thuốc mà anh đang uống, thứ nhất là cái Tylenol. Thì Tylenol đó là migraine, thường thường Tylenol nó nếu mà bị nặng nó Tylenol hoặc Tylenol số 3 nó không có tốt. Bây giờ thường thường là nó dùng những cái thuốc khác như Sumatriptan, hoặc là gần đây đó có những cái thuốc mà nó tốt hơn nữa là anh có thể bỏ trên lưỡi rồi nó hòa tan đó, cái thuốc Nurtec hoặc là Ubravi, mấy cái thuốc đó mới ra sau này nó tốt hơn là khi cần. Còn một cái thuốc mà anh uống hàng ngày đó để phòng nhức đầu đó thì cái Nortriptyline với là Depakote mà nó không có hiệu quả nữa, thì có thể cho những cái thuốc mà anh có thể chích ha, anh tự chích một tháng chích một lần thì nó đỡ rồi, mà không có hết nữa lúc đó rồi mới là chích Botox đó, chích xung quanh cái đầu của anh nó 31 mũi. Thì cái đó thì thường thường 3 tháng chích một lần, mà đa số bệnh nhân mà bị migraine, thực sự bị migraine, chích cái đó xong là người ta thấy đỡ rất là nhiều. Cho nên trường hợp của anh là chưa có được chữa hết ha. Thứ nhất là nếu mà anh cố gắng anh bỏ, đừng có uống cái Tylenol hàng ngày. Anh uống hàng ngày là anh sẽ bị nhức đầu thêm nữa. Xin lời tiếp lời bác sĩ Tim Lai, thì câu hỏi rất là hay. Là tại vì ai bệnh nhân cũng nói tension headache, nhưng mà tôi đồng ý bác sĩ Tim Lai là về sau này đó, rất là nhiều người mà bị lâu như anh ấy, bị cả 10 năm mà bị nặng như vậy, thường thường là phải migraine. Là tại phải work for migraine, thành ra anh nên gặp bác sĩ gia đình, xin đi bác sĩ chuyên môn về thần kinh, bác sĩ Tim Lai và chữa trị đúng mức như là một cái migraine thì có thể nó giúp anh được nhiều. Nhưng mà trong khi chờ đợi để hỏi bác sĩ, là có nhiều người tới tôi đó thì họ hỏi là tension ấy, họ đòi uống có cái combination cái phenobarbital cộng với caffeine cộng với lại Tylenol, acetaminophen, cái đó có nên dùng không bác sĩ? Cái đó thì con thường không có dùng tới cái đó, tại vì cái gọi là Furoset đó thì cái đó là chỉ là quick fix thôi, nó dứt nhức đầu thì uống cái đó vào nó đỡ. Nhưng mà chỉ cần là một tháng mà uống 5 ngày cái thuốc đó là có cái nguy cơ bị rebound headache hay là medication overuse headache. Trường hợp của anh dùng Tylenol đó, thì Tylenol một tuần đó anh dùng hơn 2 ngày thì có nguy cơ bị cái bệnh đó, bị nhức đầu thêm. Còn cái thuốc mà bác sĩ Toản nói là Furoset đó, chỉ cần một tháng uống 5 ngày thôi là đã có nguy cơ rồi. Cho nên có nhiều người cứ uống cái đó liên tù tì là thì nó không lúc nào cũng bị nhức đầu hết. Thì khi gặp mình thì mình sẽ khuyên bệnh nhân phải là giảm từ từ. Giảm đột ngột không được, phải giảm từ từ. Cái trường hợp của anh đó thì có lẽ là trước đây nếu mình đoán đó thì không có phải là bị nhức đầu hàng ngày như vậy. Có thể là trước đây là những người bị migraine, nó gọi là bị episodic migraine, là một tháng bị vài ngày thôi. Nhưng mà nếu không control đó, hoặc là uống cái thuốc đó lâu ngày đó, thì nó từ cái episodic migraine trở thành chronic migraine. Chronic migraine là một tháng trên 15 ngày bị. Thì chronic migraine, những cái thuốc khác chữa không có được đó, thì sẽ có thể dùng Botox để chữa. Hiện bây giờ trên thị trường có rất là nhiều thuốc chữa migraine, không? Ngày xưa thì có triptan thôi, bây giờ nó rất là nhiều thuốc mới phải không? Triptan thì nó làm cho cái mạch máu nó bị co lại đó, cho nên những người mà bị đau tim, những người bị tai biến, những người mà bị huyết áp mà không có control được đó, thì không có uống được thuốc đó, thì nó bị limit. Nhưng mà gần đây có ra cái thuốc mà không có làm cho mạch máu nó bị co lại đó, thì những người mà bị về stroke hay là bị về bệnh tim hay là bị cao huyết áp đều dùng được. Thì trở lại trường hợp của anh, tôi nghĩ là anh nên gặp lại bác sĩ gia đình, xin gặp bác sĩ chuyên môn về thần kinh như bác sĩ Tim Lai nha anh. Anh có hỏi gì nữa không? Có câu hỏi gì tiếp không? Thì chắc để coi bác sĩ gia đình xin còn sao. Thì mỗi lần xin là ở đó người ta giới thiệu đi bác sĩ nào, mình phải theo bác sĩ đó, mình không có được trong cái nhóm khác là không chịu. Nhưng mà anh phải xin bác sĩ về thần kinh đó, neurology đó, mình chữa bệnh migraine đó, thì nó mới hết được. Có đi bác sĩ đó 2 lần rồi, bác sĩ đó cũng nói về uống thuốc của bác sĩ gia đình đi, kêu cho thuốc thêm, ổng cũng cho nó kêu về uống thuốc bác sĩ gia đình để cứ vậy thôi. Thì có gì anh cứ nói với bác sĩ gia đình đó, thì có những cái mình không có muốn nhắc tên thuốc, nhưng mà có những cái thuốc mới ra đó ha. Thì có thể là có cái sample thì anh uống thử coi có tốt có được hay không. Thứ nhất là nếu mà anh uống được
anh uống được những cái thuốc đó đó, uống vào mà thấy đỡ đó thì chứng tỏ là nó bị migraine nữa, tại vì những cái bệnh migraine đó, nó uống thuốc đó vào nó giúp hơn là bệnh tension headache. Nhưng mà cái trường hợp của anh thì không có thấy giống tension headache. Dạ, tôi đồng ý bác sĩ tiêm lai đó, tại vì anh nên đề nghị bác sĩ gia đình của anh đó là anh, tại vì thường thường những bác sĩ gia đình như tôi thường hay có thuốc mẫu lắm, mấy cái thuốc về migraine nó cho nhiều lắm. Thành ra anh có thể nói bác sĩ gia đình cho cái thuốc mẫu mà nhắc là cái bệnh này là có thể là migraine chứ không phải là tension. Cái quan trọng là giữa cái phân biệt giữa tension headache với migraine đôi khi nó rất là tế nhị. Những người chuyên môn như bác sĩ tiêm lai tôi rất là mừng hôm nay bác sĩ tiêm lai đặt lên cái câu hỏi ngày hôm nay, là tại vì rất là nhiều bệnh nhân của tôi cứ nghĩ là mình bị tension headache rồi uống Tylenol rồi uống Phenobarbital rồi combination Furoset, Furinol đó, rồi họ cũng tạm thời hết rồi họ cũng bị trở lại, họ đi rồi cứ xin cái mấy cái thuốc xin hoài. Thế nên tôi nghĩ là phải bây giờ đó cái thuốc mà trị migraine rất là thông thường mà rất là có nhiều. Ok, anh có câu hỏi gì nữa không? Dạ không, cảm ơn bác sĩ nhiều rồi. Cảm ơn. Dạ, ok. Câu hỏi đó thấy rất là hay. Nhưng chỉ câu hỏi cuối cùng của mấy giây phút thì mất ngủ thì thường thường mình start bằng trazodone. Rồi nãy như bác sĩ tiêm lai có nói cái rất là hay là melatonin. Có nhiều bệnh nhân của tôi uống tới 10 mg, cái phản ứng phụ 10 mg nó có ảnh hưởng gì không? Thực sự cái melatonin thì cái độ thấp nhiều khi nó hiệu quả hơn cái độ cao. Really? Nhiều khi độ cao quá là những buổi sáng này nó hơi chóng mặt, với là nó không có hiệu quả hơn cái độ 5 mg. 5 mg là tối đa. 5 mg, 3-5 là ok, là đủ rồi. Mà nó không có hiệu quả thì chứng tỏ là 5-10 thì nó cũng không có hiệu quả. Cái câu hỏi thường thường xảy ra như anh hồi nãy anh có nói đó, là đôi khi mất ngủ đó hay cho amitriptyline cho cái người lớn tuổi. Có vấn đề gì không với những amitriptyline cho người lớn tuổi? Dạ, cái amitriptyline thì người lớn tuổi thì mình nên tránh, hoặc là mình cho cái độ thấp hơn, thấp, rất là thấp, tại vì nó làm cho những cái triệu chứng như là hay quên, với là bị táo bón, bị mờ mắt, bị nói chung nó có nhiều khi cái tim nó đập không có đều nữa, cho nên bác mấy cụ mà lớn tuổi thì nên tránh cái amitriptyline đi. Có những người như anh dưới 60, 61 đó mà anh nói là anh bị nhức đầu, với là anh bị ngủ không được, thì mình cũng có thể thử cái thuốc amitriptyline ban đêm cho anh vừa nhức đầu vừa đỡ vừa ngủ được. Ngoài ra đó có nhiều người mà khi mà người ta cái thức giấc nửa đêm đó, thì mình coi người đó có nguy cơ bị bệnh bệnh tiếng Việt gọi, tiếng Anh gọi là OSA, là obstructive sleep apnea đó. Yeah. Là có nhiều người khi ngủ ban đêm đó tự nhiên nó bị ngột thở rồi nó thức, nó mình thay vì mình ngủ sâu đó, thì có thể nó thức dậy nó nhẹ, nhiều khi thức giấc luôn, nhiều khi thức tới nhẹ thôi, thì cứ như vậy nhiều lần trong các ngày, các ban đêm, rồi ban ngày đó mặc dù ngủ nhưng mà ban ngày vẫn còn mệt mỏi, hoặc là thức dậy nhiều lần ngủ ban đêm không được. Rồi những người này nếu mà không có chữa trị đó thì nó sẽ nhức đầu rồi đưa đến, rồi cái bệnh này có thể làm hay quên, rồi cao huyết áp, rồi những cái bệnh khác. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tim Lai. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn. Xin hẹn tái ngộ quý vị vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và cảm ơn bác sĩ Tim Lai. Yeah, chúc quý vị một đêm ngủ an lành.